Gần đây tôi đọc cuốn sách tác giả người ngoại quốc dịch thành tiếng Trung. Trong cuốn sách này cho chúng ta biết một thông tin: số ít người cầu nguyện có thể hóa giải nghiệp chướng do nhiều người tạo nên. Ngày nay chúng sanh trên toàn thế giới tạo nghiệp bất thiện. Nhân khẩu trên thế giới có khoảng hơn 60 ức người. Cần bao nhiêu người thật sự quay đầu, đoạn ác, tu thiện, chuyển mê khai ngộ? 8.000 người là đủ rồi, có thể duy trì hiện trạng thế giới này, không đến nỗi bị quỷ gì. Họ đưa ra 8.000 người, không khó tìm đâu. Nếu chúng ta dùng mạng Internet, TV, vệ tinh, tôi tin rằng chúng ta ở đây hô hoảng một chút. Ai thật sự có thể phát tâm buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, chuyển ác thành thiện, chuyển nhiễm thành tịnh, chuyển mê khai ngộ, sẽ giúp được thế giới này hóa giải thiên tai. Có ai chịu làm chăng? Có đấy. Tôi tin không phải chỉ có 8.000 người, 8 vạn người cũng có. Càng đông người sức mạnh càng lớn. Chẳng phải không làm được, thật sự làm được đấy. Cho nên đến thế giới này cần phải giác ngộ. Giác ngộ rồi nên làm người cứu thế, không nên tạo nạn ở thế giới này. Quay đầu rồi quý vị nhìn lại mà xem, tất cả những dự ngôn về thiên tai, các nhà khoa học đưa ra số lượng thiên tai đều có thể thay đổi được. Bản thân các nhà dự ngôn nói rất hay, dự ngôn không phải là kết quả, có rất nhiều kết quả bất đồng. Quan trọng ở chỗ chúng ta nghĩ thế nào, làm thế nào để quyết định kết quả của nó mà thôi. Nếu chúng ta không quay đầu, không sửa đổi, vẫn ngu si tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, thì dự ngôn đó rất chính xác, thiên tai sẽ xảy ra giống như lời họ vậy, không hề sai chạy. Nếu chúng ta ngày nay giác ngộ, sức mạnh của ý niệm lớn như vậy, chánh niệm hóa giải được tà niệm. Chúng ta có thể nói như thế này: hóa giải tà niệm sanh ra còi ác, nó thật sự có sức mạnh đó. Điều này trong Phật pháp có thể nói thông được, các nhà khoa học cũng chứng minh cho ta thấy rồi.